City nha anh em, đây là máy City ráp full mới nha anh em. Anh chủ cũ chỉ có một cái lốc số và một cái bộ số thôi, còn nhiều là gửi mình ráp full mới luôn, ráp full mới từ A tới Z luôn nha anh em. Đồ xịn không, thì máy là ráp full mới hết. Cái máy này làm hết khoảng là gần 10 triệu rưỡi nha anh em. Máy làm hết 10 triệu rưỡi, 10 triệu 575 ngàn. Và ảnh có đưa cho em là một cái lốc số City, bộ ốc Salaya và cái bộ số thôi. Nói chung là chỉ đưa 3 món, còn như là ráp full mới đó. Sau khi hoàn thiện này, máy này là ráp cấu hình là Zen Ebon 12 ly lòng XX trái Ebon, đầu quay thái 110, Zen theo xe bắn cát lại rồi mở chảo làm xúc bắp đồ như kia các kiểu nha. Đó, này cái máy này làm full mới nha nè, với cấu hình là 12 ly 54 Ebon 2 van nha. Củ đầy độ nè, củ đầy độ. Lóc thì xài lóc SQM, bơm SQM, hồi thuốc Quốc Dũng. Còn bộ ba nắp này là xài bộ ba nắp Zin hãng mới, lửa Alpha Zin luôn. Nói chung là xài full toàn đồ xịn nha anh em. Thì cái máy này ráp chi phí hoàn thành là nó 10 triệu rưỡi cho 11 triệu nha. Đó. Mới 100% hết. Máy này của anh trai Tây Ninh nha. Máy này là máy City nha anh em, máy City. Ok, anh em nào có nhu cầu chữa máy móc rồi này kia alo mình nha, 0933 996 332 ha.